Xuất tinh sớm có chữa được không? Điều tra sức khỏe và đời sống ở tất cả các lứa tuổi cho thấy 30% nam giới bị tình trạng xuất tinh sớm, tức là khoảng 10 người nam giới thì có 3 người gặp tình trạng chưa đi đến chợ thì đã hết tiền. Như vậy thì nếu tình trạng này nó kéo dài, nó không chỉ là nỗi ám ảnh cho các cặp đôi trong mỗi lần yêu nhau, mà nó còn là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vậy xuất tinh sớm có chữa được hay không? Xin chào các bạn, tôi là Dược sĩ Hiếu, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và tâm lý tình dục. Trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, Dược sĩ Hiếu hy vọng rằng các bạn hãy dành một ít thời gian của mình nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Và khi Dược sĩ Hiếu ra video thì các bạn là người được nhận video đầu tiên nhé. Có thể bạn chưa biết một điều rằng hầu hết nam giới đều gặp phải tình trạng xuất tinh sớm ít nhất một lần trong đời. Và xuất tinh sớm là hiện tượng hoàn toàn bình thường ở những nam giới như là thanh thiếu niên, những người nam mà quan hệ tình dục lần đầu tiên hoặc là những người ít có điều kiện quan hệ tình dục. Đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng xuất tinh sớm do những người này là không có kinh nghiệm hoặc là hưng phấn quá mức, dẫn đến việc là không làm chủ được cảm xúc của mình. Và tình trạng này nó xảy ra một cách thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, xuất tinh sớm trở nên nghiêm trọng hơn khi mà nam giới liên tục không làm chủ được việc phóng tinh của mình. Và điều này nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống của nam giới. Ảnh hưởng tiêu cực thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu không chữa trị sớm thì nam giới xuất tinh sớm có thể gây suy giảm chức năng tình dục, gây rối loạn cương dương và thậm chí là gây liệt dương. Tức là sao? Là cậu nhỏ không thể nào ngóc đầu dậy luôn. Ảnh hưởng thứ hai là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tình trạng xuất tinh sớm khi mà nó kéo dài, nó sẽ khiến cho cả hai không đạt được khoái cảm tình dục, dễ gây cảm giác chán nản, cáu gắt, bất hòa hoặc dễ sinh những mối quan hệ ngoài luồng, và nguy cơ nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ảnh hưởng thứ ba là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Một số trường hợp khi mà xuất tinh sớm nó sẽ gây ra vấn đề khó khăn trong việc sinh sản do là tinh trùng và trứng không thể gặp nhau được, bởi vì quá trình xuất tinh này nó xảy ra trước khi mà cậu nhỏ vào bên trong cô bé. Nó là nguyên nhân gây tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Vậy xuất tinh sớm có chữa được không? Hiện tượng xuất tinh sớm ở nam giới không phải là một bệnh lý nguy hiểm nếu mà phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Xuất tinh sớm thì hoàn toàn có thể chữa được nếu mà chúng ta tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng xuất tinh sớm. Do đó, anh em nam giới nên đi khám để tìm ra nguyên nhân chính xác gây nên tình trạng xuất tinh sớm hoặc là nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia. Sau khi xác định được các nguyên nhân rồi thì sẽ có những phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, để cải thiện tình trạng xuất tinh sớm thì nam giới nên trao đổi thẳng thắn với bạn tình của mình để nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ người ấy. Bạn nên giữ cho mình một tinh thần luôn luôn thoải mái mỗi khi mà gần gũi với bạn tình và duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ khoa học. Chúng ta nên kết hợp với việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Và khi mà gần cô bé thì bạn có thể dùng bao cao su để giúp hạn chế tình trạng xuất tinh sớm. Bạn cũng nên thay đổi không gian, tạo ra cho mình những cảm giác lãng mạn, hưng phấn. Tạo cái cảm giác mới mẻ trong mỗi lần yêu. Như vậy thì xuất tinh sớm hoàn toàn có thể chữa trị được nếu bạn xử lý kịp thời. Điều quan trọng là bạn không nên e ngại giấu giếm khiến cho tình trạng của mình ngày càng nghiêm trọng hơn. Hãy thẳng thắn đối diện với nó để nhanh chóng vượt qua nỗi ám ảnh này. Nếu bạn có thắc mắc hay những có câu hỏi liên quan về các vấn đề trên thì hãy để comment bên dưới. Dược sĩ Hiếu sẽ nhanh chóng giải đáp và hỗ trợ để giúp các anh nam giới giải quyết các vấn đề và giúp anh em nam giới vượt qua tình trạng xuất tinh sớm, sớm tìm lại bản lĩnh phái mạnh. Nếu video này có ích với bạn, hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết thông tin hữu ích này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh của Dược sĩ Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Dược sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh hoặc bấm vào nút bên tay trái hoặc bên tay phải để xem những video tiếp theo nha.